Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 13, phẩm Bồ Tát Vấn Huynh thứ 10. Bồ Tát là gì? Đầy đủ là Bồ Đề Tát Đoà, vì gọi tắt cho nên chỉ gọi hai chữ Bồ Tát. Bồ Đề dịch là giác, Tát Đoà dịch là hữu tình, tức là giác hữu tình, giác ngộ tất cả hữu tình, còn có thể nói là hữu tình giác, tức cũng là bậc giác ngộ trong tất cả hữu tình. Tóm lại, tự giác giác tha, hy vọng tương lai giác hạnh viên mãn mà chứng đắc quả vị Phật. Bồ Tát còn dịch là chúng sinh đại đạo tâm, tức là ở trong chúng sinh có người đại đạo tâm, đạo tâm lớn. Thế nào là có đại đạo tâm? Tức là chẳng sợ tất cả việc gian nan khốn khổ, làm hết mình, làm những gì cũng đều lợi ích chúng sinh chứ chẳng lợi ích cho mình. Cho nên nói, Bồ Tát chỉ biết lợi người, chẳng biết lợi mình. Vì đạo tâm lớn nên đắc quả vị cũng lớn. Nếu đạo tâm không lớn thì đương nhiên đắc quả vị cũng chẳng lớn. Bồ Tát còn gọi là đại thiện sĩ, đại ẩn sĩ, đại sứ sĩ, đại cư sĩ, vân vân. Nói tóm lại, phàm là người lợi ích chúng sinh thì đều có thể gọi là Bồ Tát. Thuở xưa khi Phật Thích Ca tu Bồ Tát đạo thì chẳng tiếc thân mạng để giáo hóa tất cả chúng sinh, lợi ích tất cả chúng sinh. Có một đời Phật từng xả thân cứu cọp đói. Một ngày nọ trời đổ tuyết quá nhiều, cọp chẳng cách chi tìm được thức ăn, đói quá chịu chẳng nổi nữa, bèn dẫn cọp con đi tìm thức ăn, nhưng cũng chẳng có thức ăn. Lúc đó Phật, lúc tu Bồ Tát hạnh, thấy hoàn cảnh như thế, động lòng thương xót, nguyện đem thân thể này bố thí làm thức ăn cho cọp, cam nguyện hy sinh để cúng dường cọp đói. Tinh thần như thế thật là quá vĩ đại. Lại có một đời, Phật từng cắt thịt bố thí cho chim ưng. Một ngày nọ, Phật lúc tu Bồ Tát đạo tĩnh tọa ở dưới gốc cây, đột nhiên một con chim cát bay đến cầu xin bảo hộ. Ở phía sau, một con chim ưng hung ác đuổi theo đến, muốn bắt chim cáp, do đó Phật bèn bảo hộ chim, thường hại chim cáp. Lúc đó chim ưng nói với Phật rằng, Ngài là người tu hành mà không bình đẳng, nó là thức ăn của tôi, Ngài bảo hộ sinh mạng của nó an toàn, còn để tôi chết đói chăng? Bồ Tát nghĩ Phật Pháp là bình đẳng với tất cả chúng sinh, chẳng có tâm phân biệt. Do đó Tử Bi nói, ta có thể cắt thịt thân tôi để cúng dường cho ngươi. Chim ưng nói, được, như vậy mới công bằng. Do đó Bồ Tát dùng đao cắt thịt ở đùi của mình để bố thí cho chim ưng. Song chim ưng tham quá độ, một miếng thịt cũng không no, đến khi cắt hết thịt trên thân cũng chẳng no, chẳng chần chờ gì nữa, bèn bay lên hư không, hiện thân trời Đế Thích. Nguyên lai là trời Đế Thích đến khảo nghiệm trình độ tu hành của Bồ Tát. Phật vì cứu hộ chim cáp mà cắt thịt của mình, cam tâm tình nguyện bố thí cho chim ưng. Đây là hành Bồ Tát đạo. Vì thật tâm hành Bồ Tát đạo cho nên thịt lại sinh ra như cũ. Bồ Tát đạo chẳng dễ thực hành, tuy chẳng dễ nhưng cũng phải thực hành. Không hành thì làm sao thành Bồ Tát? Muốn thành Phật thì phải hành Bồ Tát đạo. Phật Thích Ca đã từng xả thân cứu cọp đói, cắt thịt cho chim ưng. Chúng ta là đệ tử của Phật, kiểm thảo lại mình có thể làm được như thế chăng? Và phản tỉnh lại, mình có tâm từ bi đối với chúng sinh chăng? Phật giáo thì dùng từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Có người nói, tôi có thể làm được, phải làm được rồi mới tính, không thể miệng nói mà chẳng thực hành. Đó là nói dối. Do đó có câu, nói tốt nói hay chẳng thực hành thì chẳng phải đạo, phải thực hành mới là đạo. Các bạn, chúng ta nên học tinh thần hy sinh của Phật vì lợi ích tất cả chúng sinh, dù là đất nước vợ con hoặc đầu mắt tủy não cũng phải bố thí. Chỉ cần chúng sinh cần thì nhất định sẵn sàng bố thí, chẳng phân biệt xa gần, đều như nhau. Vấn hỏi là gì? Tức là vấn pháp và vấn nạn, tức cũng là vấn của vấn đề. Bồ Tát có đạo lý của pháp chẳng minh bạch, phải thỉnh vấn Bồ Tát khác cầu giải đáp, hoặc là đã minh bạch đạo lý đó mà cố ý vấn nạn. Đây chẳng phải là tìm phiền não, mà là nghiên cứu hoặc biện luận, khiến cho Bồ Tát chẳng minh bạch cũng thấu rõ đạo lý chân chánh. Giống như một phẩm kinh văn này, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Ngài đối với tất cả các pháp đã thông đạt vô ngại, có thể nói là chẳng gì mà không biết, chẳng gì mà không thấu. Song Ngài vẫn phải hỏi, tại sao? Vì Ngài đại biểu cho tất cả chúng sinh để hỏi. Ngài hỏi Bồ Tát Giác Thù, tâm tánh tất nhiên là một, sao có đủ thứ phân biệt?
Lại hỏi Bồ Tát Tài Thủ, tất nhiên chúng sinh là không, tại sao Phật hiện thân, giáo hóa điều phục? Lại hỏi Bồ Tát Bảo Thủ, tất cả chúng sinh tức vô ngã sở, tại sao có thọ khổ, có thọ vui? Lại hỏi Bồ Tát Đức Thủ, Phật ngộ một thứ pháp, tại sao nói nhiều thứ pháp? Lại hỏi Bồ Tát Mục Thủ, Phật tu dụng phước là bình đẳng, tại sao chúng sinh đắc được quả báo khác nhau? Lại hỏi Bồ Tát Cần Thủ, Phật nói giáo pháp là một, chúng sinh cùng lúc nghe pháp, tại sao có người ra khỏi ba cõi, có người không thể ra khỏi ba cõi? Lại hỏi Bồ Tát Pháp Thủ, Phật từng nói, phàm là người thọ trì chánh pháp có thể đoạn phiền não, có thể phá vô minh, tại sao có người thọ trì chánh pháp mà chẳng đoạn phá? Lại hỏi Bồ Tát Trí Thủ, giáo pháp của Phật, trí tuệ là bậc nhất, tại sao còn khen ngợi lục độ và tứ vô lượng tâm? Lại hỏi Bồ Tát Hiền Thủ, chư Phật dùng một thừa pháp ra khỏi ba cõi, tại sao tất cả cõi Phật hết thảy mọi sự có đủ thứ khác nhau? Bồ Tát Văn Thù hỏi chín vị Bồ Tát chín câu hỏi ở trên. Bồ Tát chẳng còn hí luận, chẳng hỏi những điều chẳng có ý nghĩa. Nếu có vị Bồ Tát hỏi ăn cơm để sống hay là sống để ăn cơm, vị Bồ Tát này chẳng phải là Bồ Tát thật. Các vị hãy nghĩ xem, kiếu kính ăn cơm để sống hay là sống để ăn, vấn đề này nên nghiên cứu cho kỹ. Một khi triệt để minh bạch thì sẽ hiểu ý nghĩa của đời người. Minh là gì? Tức là minh bạch. Minh bạch để trả lời những vấn đề được hỏi, vấn. Minh bạch mới trả lời, nếu không minh bạch thì không thể trả lời. Do đó có câu, chi chi vi chi, bất chi vi bất chi. Không biết mà nói biết là nói dối. Biết mà nói không biết cũng là nói dối. Cho nên dùng chữ minh mà không dùng chữ đáp. Chìa khóa là ở chỗ này, chúng ta học Phật Pháp. Tức là học pháp môn chẳng nói dối, minh bạch đạo lý đó mới trả lời vấn đề đó. Không minh bạch đạo lý đó thì đừng trả lời vấn đề đó. Đây là bổn phận của người tu đạo. Phẩm này thuộc phẩm thứ 10 trong bổn kinh, cho nên gọi là phẩm Bồ Tát Vấn Minh thứ 10. Phẩm này rất quan trọng, người nghiên cứu Phật Pháp phải đặc biệt chú ý, nên lắng tâm nghe giảng. Đây là cơ hội khai trí huệ, mọi người nên thu phục tâm viên, ý mã, vọng tưởng lại, nhất định phải đắc được pháp ích. Tại sao chúng ta chẳng thành đạo? Vì lười biếng chẳng tu Phật Pháp, hoặc chẳng nhận chân tu hành, cho nên chẳng thành tựu, lãng phí thời gian, cuối cùng chẳng được gì. Mọi người trong sự bận rộn đến nghe kinh Hoa Nghiêm, đây là căn lành đã trồng đời trước mới có cơ hội ngày hôm nay. Hy vọng mọi người khuyên những người thân bạn bè tốt đến chùa Kim Sơn nghe kinh Hoa Nghiêm, như thế sẽ được công đức không thể nghĩ bàn. Nghe kinh đối với thân tâm đều có lợi ích, có thể nói trăm lợi, mà chẳng có điều hại nào so với sự thưởng thức nhạc vui, chẳng tránh đáng gấp vạn lần. Nếu đem thời gian bình thường xem tivi để niệm Phật thì lợi ích không thể tả. Ví như lúc lâm chung, tâm đã chuẩn bị thì tâm chẳng tán loạn, chẳng hốt hoảng, sẽ một lòng niệm Phật, sẽ an tưởng vãng sinh thế giới cực lạc, hóa sinh trên hoa sen, chẳng có khổ đau nào, chỉ hưởng các điều vui. Đây là nơi nương tựa cứu kính của mỗi người. Phàm là người ham xem tivi, thích nhảy đầm, hãy nên lập tức quay trở lại, hướng về đường Bồ Đề giác ngộ. Phải biết thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, hôm nay có đạo tràng thuyết pháp, đừng bỏ lỡ cơ hội này, bằng không về sau hối hận đã quá muộn màng. Do đó có câu, đừng đợi đến già mới học đạo, mổ hang đầy dẫy người thiếu niên. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Bồ Tát Giác Thù rằng, Phật tử tâm tánh là một, sao lại thấy có đủ thứ sự khác nhau, nào là hướng về đường lành, đường ác, các căn đầy thiếu, thọ sinh khác nhau, xinh đẹp xấu xí, khổ vui khác nhau. Nghiệp chẳng biết tâm, tâm chẳng biết nghiệp, thọ chẳng biết báo, báo chẳng biết thọ, tâm chẳng biết thọ, thọ chẳng biết tâm, nhân chẳng biết duyên, duyên chẳng biết nhân, trí chẳng biết cảnh, cảnh chẳng biết trí. Khi nói dòng phẩm Quang Minh Giác, thì lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mới hướng về Bồ Tát Giác Thù Thỉnh Pháp, hỏi rằng, đệ tử của Phật, nếu nói tâm và tánh là một, thì tại sao có đủ thứ nghiệp báo khác nhau? Nếu hướng về đường thiện, thì phải trụ ở đường thiện. Nếu hướng về đường ác, thì phải trụ ở đường ác. Tại sao lại có hướng về đường thiện, có hướng về nẻo ác? Đây là đạo lý gì?
xin Ngài hãy khai thị, tôi rửa tay cung kính nghe. Các căn của con người tại sao có viên mãn hoặc khiếu khuyết? Khi sinh thì có các căn đồng nhau, có các căn chẳng đồng nhau. Đây là đạo lý gì? Nếu là một, tại sao có người tướng mạo xinh đẹp, có người tướng mạo xấu xí, có người thọ khổ, có người hưởng vui? Tại sao khổ vui khác nhau? Nghiệp cảm thọ chẳng biết tâm là thế nào, tâm chẳng biết nghiệp là ra sao, tại sao đó đây đều chẳng biết? Thọ chẳng biết lúc nào báo đến, báo chẳng biết lúc nào thọ đến, tâm chẳng biết thọ, thọ chẳng biết tâm, nhân chẳng biết duyên, duyên chẳng biết nhân, trí huệ chẳng biết cảnh giới chẳng biết trí huệ. Đây là lý do gì? Xin Ngài nói rõ ràng tỉ mỉ để cho tất cả chúng sinh minh bạch đạo lý này. Bấy giờ Bồ Tát Giác Thủ dùng kệ đáp rằng: Lúc đó, Đại Bồ Tát Giác Thủ dùng kệ để trả lời những vấn đề mà Bồ Tát Văn Thủ đã hỏi. Nay Ngài hỏi nghĩa này, vì tỏ ngộ quần mê, tôi theo lý tánh đắc, xin Ngài hãy lắng nghe. Bồ Tát Giác Thủ nói, hiện tại, Ngài hỏi những nghĩa lý đó, chẳng phải Ngài chẳng minh bạch mà hỏi, mà là đại biểu cho tất cả chúng sinh bị vô minh che đậy để hỏi. Ngài muốn khiến cho hết thảy chúng sinh minh bạch đạo lý của tất cả các pháp mà khai ngộ, chẳng làm việc điên đảo nữa. Này tôi y chiếu theo đạo lý của pháp để trả lời những câu hỏi của Ngài. Hy vọng Ngài hãy chú ý lắng nghe, vì Ngài là đại biểu cho chúng sinh để thỉnh pháp, cho nên xin Ngài đặc biệt tụ tinh hội thần để nghe đạo lý tôi nói. Các pháp chẳng tác dụng, cũng chẳng có thể tánh, nên đó đây tất cả, thảy đều chẳng biết nhau. Các pháp, sắc pháp, tâm sở pháp, bất tương ương pháp, vô vi pháp, bổn thân của nó chẳng có tác dụng. Tại sao? Vì các pháp là không, chẳng có thật thể. Cho nên nói các pháp chẳng tác dụng. Đương nhiên các pháp chẳng tác dụng, tại sao Phật lại nói pháp? Do đó có câu, Phật nói tất cả pháp ứng sinh tất cả tâm, nếu không tất cả tâm, sao dùng tất cả pháp? Nguyên nhân Phật nói pháp là vì chúng sinh có tất cả mau bệnh, cho nên dùng pháp để đối trị tập khí mau bệnh. Tập khí mau bệnh chẳng còn nữa thì pháp cũng chẳng dùng nữa. Pháp là phương pháp, khi có mau bệnh thì dùng phương pháp để chữa trị. Phương pháp này chẳng phải thật có mà là giả thiết hư vọng. Ví như lúc người có bệnh thì phải mời bác sĩ đến bắt mạch, sau đó cho toa thuốc, uống thuốc, như thế bệnh mới khỏi. Bệnh khỏi rồi thì thuốc chẳng dùng nữa. Bổn thể của pháp và thuốc cũng đồng một đạo lý, có bệnh thì uống thuốc, không bệnh thì không thể uống thuốc bậy bạ, nên buông bỏ thuốc mới đúng. Trong Kinh Kim Cang có nói, pháp còn phải giả hà huống phi pháp. Sau khi dùng các pháp rồi thì chẳng còn thể chân thật, vì nó là không, chẳng có thể, cũng chẳng có dụng, cho nên tất cả pháp đó đây chẳng biết nhau. Sắc pháp chẳng biết tâm pháp cũng chẳng biết sắc pháp, tâm sở pháp chẳng biết bất tương ương pháp chẳng biết tâm sở pháp. Tất cả pháp bổn thân chẳng có tánh trí giác, vì là không tịch, bất quá là tên mà thôi, cho nên pháp và pháp chẳng biết nhau. Ví như nước trong sông, các dòng đua nhau chảy, đó đây chẳng biết nhau, các pháp cũng như vậy. Bồ Tát Giác Thủ lại đưa ra nhiều ví dụ để nói rõ đạo lý này. Các pháp thật tướng tuy là không tịch, nhưng có thể dùng đất nước gió lửa bốn đại để nói rõ đạo lý các pháp thật tướng. Một, dùng nước để ví dụ, vì nước chảy tác dụng, cho nên đó đây chẳng biết nhau. Hai, dùng lửa để ví dụ, vì lửa tác dụng, khỏi diệt, nên đó đây chẳng biết nhau. Ba, dùng gió để ví dụ, vì gió có động tác, nên đó đây chẳng biết nhau. Bốn, dùng đất để ví dụ, vì đất có tác dụng nhậm trì, nên đó đây chẳng biết. Dùng bốn thứ này để ví dụ đạo lý các pháp thật tướng. Nước chảy, dùng sự chảy để ví dụ các pháp thật tướng, có 10 nghĩa lý. 10 nghĩa lý này chẳng biết nhau, tuy chẳng biết nhau như thành tựu đạo lý chảy. Một nghĩa lý thứ nhất, trong Kinh Hoàng Nghiêm Sớ Sao của Ngài Thanh Lương Quốc Sư có nói, trước chảy chẳng tự chảy, do sau đẩy dẫn chảy, tức trước chảy chẳng tự tánh, nên chẳng biết ở sau. Và trước chảy chẳng biết mình đang chảy, mà là bị nước phía sau đẩy đuổi tới, cho nên lưu động. Vì ở trước chảy, mình chẳng có tự tánh, cho nên chẳng biết bị nước phía sau chảy đuổi tới mà chảy.
Hai, nghĩa thứ hai, trong sớ sao có nói, sao chảy tuy đầy trước, mà chẳng đến phía trước chảy nên cũng chẳng biết nhau. Nước chảy phía sau tuy là đẩy nước chảy phía trước, nhưng chẳng đến phía trước chảy. Tuy chảy phía trước, chẳng có tự tánh tự thể, song nó chảy vẫn là tự chảy. Phía sau, chẳng đến phía trước chảy, cho nên trước chảy và sau chảy đều chẳng biết nhau. Ba, nghĩa lý thứ ba, trong sớ sao có nói, trước sau chẳng tự chảy, do ở trước dẫn nên chảy, tức ở sau chẳng có tự tánh nên chẳng biết ở trước. Chảy phía sau cũng chẳng phải tự hướng về trước chảy, mà là phía trước chảy dẫn dắt mà chảy. Vì vậy cho nên ở sau chảy cũng chẳng có tự tánh, cũng chẳng biết mình ở trước chảy dẫn dắt mà chảy. 4. Nghĩa lý thứ tư, ở trong sớ sao có nói, ở trước tuy dẫn ở sau, mà chẳng về sau nên cũng chẳng biết nhau. Ở trước chảy tuy là dẫn phía sau chảy, nhưng tự chảy chẳng về phía sau chảy, cho nên phía trước chảy và phía sau chảy đều chẳng biết nhau. 5. Nghĩa lý thứ năm, trong sớ sao có nói, năng đẩy và sở dẫn chẳng hai nên chẳng biết nhau. Chảy phía sau đẩy sự chảy phía trước, sự chảy phía trước dẫn dắt sự chảy phía sau, tuy là hai nhưng chẳng phải hai, cho nên chẳng biết nhau. 6. Nghĩa lý thứ sáu, trong sớ sao có nói, năng dẫn và sở đẩy chẳng hai nên chẳng biết nhau. Sự chảy phía trước hay dẫn và sự chảy phía sau sở đẩy chẳng hai, chẳng phân biệt, chẳng phân được đó đây. Trên hình thức mà nhìn thì có trước chảy và sau chảy, nói trên thực tế thì một cũng chẳng có, cho nên chẳng biết nhau. 7. Nghĩa lý thứ bảy, trong sớ sao có nói, năng đẩy và sở đẩy chẳng hai nên chẳng biết nhau. Sự chảy phía sau là năng đẩy, sự chảy phía trước là sở đẩy. Năng đẩy và sở đẩy chẳng hai, cũng chẳng có năng đẩy, cũng chẳng có sở đẩy, cho nên chẳng biết nhau. 8. Nghĩa lý thứ tám, trong sớ sao có nói, năng dẫn và sở dẫn cũng chẳng hai nên chẳng biết nhau. Sự chảy phía trước là năng dẫn, sự chảy phía sau là sở dẫn. Năng dẫn và sở dẫn cũng chẳng hai, cho nên chẳng biết nhau. 9. Nghĩa lý thứ 9, trong sớ sao có nói, năng đẩy và năng dẫn đều chẳng có nên chẳng biết nhau. Phía sau chảy năng đẩy phía trước chảy, phía trước chảy năng dẫn phía sau chảy, nhưng chẳng đều có. Nếu có năng đẩy thì chẳng có năng dẫn, nếu có năng dẫn thì chẳng có năng đẩy, cho nên chẳng biết nhau. 10. Nghĩa lý thứ 10, trong sớ sao có nói, sở đẩy và sở dẫn cũng đều chẳng có nên chẳng biết nhau. Phía trước chảy là sở đẩy của phía sau chảy là sở dẫn dắt của phía trước chảy, song chúng cũng chẳng đầy đủ, cũng chẳng hoàn toàn, cho nên chẳng biết nhau. Đưa ra 10 nghĩa lý ở trên để nói rõ nước chảy vốn là không, chẳng có phân biệt ở trước chảy và ở sau chảy. Sau chúng ta tri kiến phàm phu ở trong chẳng có sự phân biệt lại đi tìm phân biệt, muốn phân biệt ra những đạo lý đó, các pháp thật tướng vốn không tịch, không chẳng một vật, cho nên lục tổ huệ năng nói, bổn lai không một vật, chỗ nào dính bụi bặm. Tất cả các pháp thật tướng ví như nước trong sông đua nhau chảy, sóng sau đuổi sóng trước lại đuổi sóng trước dẫn sóng sau lại dẫn sóng sau, giống như thi đua cùng nhau bôn ba mà tiêu diệt, song sóng trước và sóng sau chẳng biết nhau. Bổn thể của các pháp thật tướng cũng là đạo lý này. Lửa cũng như thế, gió cũng như thế, đất cũng như thế. Bốn đại có lúc trợ giúp với nhau, có lúc đối địch với nhau, khéo dùng nó thì bốn đại trợ giúp nhau, chẳng khéo dùng nó thì bốn đại khắc chế với nhau. Thân thể của chúng ta, tức là đất nước gió lửa bốn đại hình thành, nước mát nước tiểu, máu, mồ hôi vân vân là thuộc về nước, độ ấm thuộc về lửa, hơi thở thuộc về gió, da thịt gân cốt thuộc về đất. Bốn đại điều hòa thì thân thể khỏe mạnh, bốn đại chẳng điều hòa thì thân thể sinh bệnh. Khi sinh thì bốn đại hòa hợp, khi chết thì bốn đại phân tán. Bốn đại hòa hợp thì thành thân người, bốn đại phân tán thì thành không. Đất trả về cho đất, nước trả về cho nước, lửa trả về cho lửa, gió trả về cho gió. Đâu trả về đấy, lúc ấy da thịt gân cốt trả về cho đất,
máu mủ mồ hôi nước mắt, vân vân, hợp với nước mà làm một, thể nóng hợp với lửa mà làm một, hơi thở với gió hợp mà làm một. Trong hư không cũng có bốn đại, ban ngày mặt trời chiếu soi đại địa, phát sinh sức nóng mà thành khí nóng, đây là hỏa đại. Tận hư không khắp pháp giới, ban đêm mặt trăng chiếu đại địa, phát sinh sức lạnh mà có xương, đây là sức nước. Tận hư không biến pháp giới, khí cao đè nén chảy vào đè nén khí thấp, do đó mà thành khí. Ở trong hư không lại có rất nhiều hạt bụi là đất, cho nên hư không cũng có đất, nước, gió, lửa, bốn đại. Bốn đại này cũng tác dụng cho bạn. Bạn sống 60 tuổi thì cho bạn mượn dùng 60 năm, sống 100 tuổi thì cho bạn mượn dùng 100 năm, khi bạn chết đi thì đâu trả về đấy. Con người có bổn tánh chân thật chăng? Có, tức là Phật tánh, tức là chân như. Con người là loài linh trong vạn vật, mượn giả tu chân, mượn bốn đại giả túi già hồi thối để tu tự tại. Như lại đại giác Phật tánh vốn có, cho nên cử chỉ hành động, đừng có cái ngã, đừng để cái ngã ở trước, cho rằng mình là số một, ta là lớn nhất, hoặc chấp vào danh lợi. Đây đều là hư vọng, chỉ có bổn lai trí huệ quang minh mới là chân thật không hư. Vào 2600 năm về trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phát hiện ra trí huệ của tự tánh vốn có. Hiện tại chúng ta học Phật Pháp, nghiên cứu tự tánh thiện chân Phật vốn có. Chúng ta vốn tức là Phật, vì từ chân khởi vọng liền mê hoặc cho nên đến bây giờ vẫn là chúng sinh, nương theo nước có sự chảy, ví như nương chân vọng tưởng liên tục, tức là chân vọng liên tiếp không ngừng. Từ chân khởi vọng, nói nó là chân lại có chút giả, nói nó là giả lại có chút chân. Nương ngọn lửa khởi diệt, ví như nương chân vọng khởi diệt, tức là chân vọng sinh khởi rồi lại diệt mất, vọng sinh ra tức là hiện vọng, vọng diệt rồi lại hiện chân. Đây là từ chân khởi vọng. Nương gió có động tác, ví như vọng dùng nương chân khởi, tức là vô minh. Do đó có câu một niệm không giác sinh tam tế, là do vô minh sinh ra. Đây là từ chân khởi vọng. Nương đất có nhậm trì, ví như vọng là chân sở trì, vọng vẫn ở trong chân. Giống như mặt sấp ngửa của bàn tay, mặt sấp không lìa mặt ngửa của bàn tay, mặt ngửa không lìa mặt sấp. Cho nên nói phiền não tức bồ đề, tức cũng là đạo lý này. Phiền não chẳng lìa khỏi bồ đề cũng chẳng lìa khỏi phiền não. Nó là một, giống như nước, tức là băng, băng tức là nước, băng hóa thành nước, nước đông lại thành băng. Có phiền não tức là nước thành băng, không có phiền não tức là băng tan thành nước, tức là phiền não hóa thành bồ đề, trở về nguồn cội, tức trở về tự tánh vốn có của chúng ta, đừng để nước đông thành băng. Các pháp vốn là không tịch, tất nhiên là không. Tại sao Phật phải nói pháp? Vì chúng sinh có đủ thứ tâm phân biệt, nói tất cả pháp là vì đối trị tất cả tâm phân biệt. Chúng sinh vốn chẳng có tâm phân biệt, tự tánh vốn có là như như bất động, liễu liễu thường minh, nhưng vì bị hoàn cảnh sở truyền, trong không sinh ra có, cho nên sinh ra rất nhiều tâm phân biệt. Bồ Tát dùng đủ thứ hí luận để hình dung tất cả các pháp, nhưng những lý luận đó cũng là hư vọng. Bất quá mục đích khiến cho chúng sinh biết tất cả pháp hữu vi là hư vọng, như mộng huyễn bọt nước, như xương cũng như điện, hãy quan sát như thế. Cũng như đống lửa lớn, lửa dữ cùng lúc cháy, đó đây chẳng biết nhau, các pháp cũng như thế. Bồ Tát Văn Thủ Sư lại hỏi, tâm tánh là một sao lại có đủ thứ quả báo hiện ra? Bồ Tát Giác Thủ dùng đủ thứ ví dụ để hình dung tất cả các pháp, nói tâm tánh giống như nước chảy có rất nhiều hiện tượng tự nhiên, nhưng đó đây chẳng biết nhau, đạo lý này vẫn nói chưa xong. Lại đưa ra hỏa đại trong bốn đại để nói rõ. Cũng giống như lửa lớn tụ lại với nhau, bèn phát ra ngọn lửa dữ dội, theo ngọn lửa ở trước mà cháy, nhưng đó đây chẳng biết nhau. Phật nói tất cả pháp, tâm tánh của chúng sinh cũng như thế, đều chẳng biết nhau. Lại như gió mạnh thổi, lay động các sự vật, đó đây chẳng biết nhau, các pháp cũng như vậy. Lại giống như gió mạnh, gió phía trước dẫn gió phía sau lại đẩy gió phía trước, đạo lý này cũng như nước chảy. Có lúc gió sinh ra,
nhưng chẳng có chỗ đến. Có lúc gió lại ngừng, cũng chẳng có chỗ đi. Có khi gió thổi lay động các sự vật, gió nhìn chẳng thấy, vậy sao lại biết có gió? Nhìn cỏ hoa cây cối lay động thì biết có gió, đây tức là lay động. Gió chẳng biết nhau, gió phía trước chẳng biết gió phía sau cũng chẳng biết có gió phía trước, vì gió chẳng có thực thể tự tánh, tất cả bổn thể của các pháp cũng như thế. Thuở xưa ông vua có phước báu, nhân dân có hạnh phúc, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Lúc đó, năm ngày gió, một ngày mưa, gió thổi nhẹ nhàng, chẳng thổi cây cối phải vang ra tiếng, còn mưa thì mưa nhỏ, chẳng làm cho sói mòn đất lở, khí tượng đều tự nhiên. Cập thời phong và cập thời gió, lúc nên thổi gió mát thì thổi gió mát, lúc nên thổi gió ấm thì thổi gió ấm, lúc nên mưa thì mưa, lúc nên đổ tuyết thì đổ tuyết, nhưng tuyệt đối chẳng cuồng phong bạo vũ, đây tức là mưa thuận gió hòa. Vì mưa gió điều hòa, cho nên ngũ cốc trúng mùa, nhân dân cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp, mọi người sinh sống an vui chẳng sầu lo, lúc đó đất nước cũng thái bình, nhân dân cũng an lạc, đây tức là quốc thái dân an. Khí hậu thời xưa là như thế, chẳng giống như khí hậu hiện tại, trong trạng thái khác thường, tất cả chẳng tránh thường, nên có gió mà chẳng có gió, không nên có gió mà có gió. Có lúc bão tố thổi sập nhà, gãy đổ cây cối, tạo thành tai nạn nặng nề, hoặc có lúc nên mưa mà không mưa, lúc không nên mưa mà mưa, có khi mưa như đổ nước, làm ngập lụt ruộng rẫy, biến thành đồng nước, tạo thành chẳng có nhà để ở. Tại sao lại như thế? Vì tâm người chẳng như xưa, tham sân si quá nặng, ích kỷ lợi mình mà chẳng nghĩ đến người khác, cho nên phải chịu quả báo tập thể như vậy. Lại như các đất đai lay chuyển vì nước trụ, đó đây chẳng biết nhau, các pháp cũng như vậy. Lại giống như tất cả đại địa, địa cầu cùng nhau chuyển chuyển nương hư không mà trụ, do đó đất nương nước, nước nương gió, gió nương hư không chẳng chỗ nương. Nếu trái đất chẳng chuyển động thì sẽ bị hủy diệt. Tại sao? Vì gió nhiếp trì nó chẳng được, thì trái đất sẽ lìa khỏi quỹ đạo. Trái đất chuyển động mới phát sinh sức nhiếp trì mà tồn tại. Trái đất và trái đất, một thái dương hệ có một trái đất, ở trong ngân hà có vô lượng thái dương hệ, đều chuyển động ở trong hư không, đó đây chẳng biết nhau, tất cả bổn thể của các pháp cũng như thế. Mặt tài mũi lưỡi thân, tâm ý, các tỉnh căn, do đây thường lưu chuyển mà không thể chuyển được. Mặt tài mũi lưỡi thân tâm ý, sáu căn của chúng ta thường bị cảnh giới chuyển. Tại sao? Vì có tỉnh căn, nếu đoạn trừ tất cả tỉnh căn thì không bị lưu chuyển trong sinh tử, chẳng bị phiền não gây rắc rối, và chẳng có bất cứ người nào để chủ tể chi phối sáu căn của bạn lưu chuyển trong sinh tử, mà là chính tỉnh căn của bạn lưu chuyển. Đây đều chẳng biết nhau, mà là chính mình lưu chuyển trong sinh tử sáu nẻo luân hồi. Pháp tánh vốn không sinh, thị hiện mà có sinh, trong đó không thể hiện cũng không chỗ hiện vật. Pháp tánh tức là thật tánh của các pháp, thật tánh là không, vì là không cho nên chẳng chỗ sinh. Tuy chẳng chỗ sinh nhưng nó hay hiện mà có sinh, sinh ra pháp đó đây là sinh mà không sinh. Pháp tánh vốn là chân không, thị hiện mà có sinh, đây là diệu hữu, song cũng chẳng thật tại. Tuy nói pháp tánh vốn là không, nhưng ở trong chân không sinh ra diệu hữu, sự sinh này chẳng cứu kính, chẳng triệt để, chẳng phải thường trụ bất hoại. Pháp tánh vốn không sinh, mà thị hiện có sinh, chứ chẳng phải là có kẻ chủ tể, chẳng phải nói tôi dạy nó sinh, tôi dạy nó hiện. Đây là duyên gì? Vì nguồn gốc là từ pháp sở hiện ra. Chẳng có một vật thể, cũng chẳng có một chủ tể năng hiện, cũng chẳng có một vật sở hiện, bổn lai là hư vọng, chẳng có cảnh giới thật tại. Chúng ta nhận cảnh giới hư vọng chẳng thật làm thật, chẳng biết nó là vô thường, cho nên chấp trước huyễn có mà quên mất bổn lai chân không. Nhận huyễn có là thật thể,
Nếu phá chấp trước huyễn có, thì hợp với diệu lý của chân không vốn có. Tỳ kheo Mã Thắng, một trong năm vị tỳ kheo đầu tiên, đến thành Xá Vệ khất thực. Ngài đi đường mắt chẳng nhìn tà, uy nghi trang nghiêm, trên đường bị ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên gặp được. Các ngài chưa từng thấy ai uy nghi trang nghiêm như tỳ kheo Mã Thắng, thậm chí rất ngạc nhiên, trong tâm bèn khởi tầm cùng kính, do đó bèn đi đến trước mặt tỳ kheo Mã Thắng, chắp tay lại hỏi: Thiện tri thức xin hỏi, ngài từ đâu mà học được uy nghi như thế, sự trang nghiêm như thế, chúng tôi rất khâm phục. Tỳ kheo Mã Thắng bèn nói: Các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt, Phật ta Đại Sa Môn thường nói lời như vậy. Nghĩa là tất cả các pháp đều từ duyên sinh, từ duyên diệt, vì duyên sinh chẳng có tánh, chẳng có tự thể. Thầy của tôi là Đại Sa Môn, ngài thường thường nói như vậy để dạy chúng tôi y pháp tu hành. Lúc đó tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, hai người tu học bên ngoại đạo, bèn khai ngộ, do đó có câu: Nghe một buổi nói pháp hơn 10 năm đọc sách. Hai người bèn đi lễ Phật, thỉnh Phật nói pháp, mong Phật khai thị, bỏ tà về chánh. Hai người dẫn 200 vị đệ tử cùng đi đến quy y xuất gia với Đức Phật, làm đệ tử của Phật. Về sau trở thành trí huệ bậc nhất và thần thông bậc nhất, đều chứng quả A-la-hán. Đây là các đạo lý, các pháp từ duyên sinh không tánh. Phật giáo ở Tây Phương mới chuyển vào chưa được bao lâu, phàm là người xuất gia đều nên học tỳ kheo Mã Thắng, vì nghi trang nghiêm để một ấn tượng tốt cho người Tây Phương, lời nói cử chỉ hành động đều phải hợp với uy nghi. Tất cả, bất cứ là tỳ kheo hoặc là tỳ kheo ni, đi ra bên ngoài làm gì đều phải cẩn thận, đừng có tùy tiện tổn uy nghi. Vàng của chùa Kim Sơn là từ trong các tống, nó đem ý của thức thứ 6, truyền tống vào thức thứ 8. Nó giống như là bưu điện cùng nhau truyền đạt tin tức, còn là căn nhiễm ô, vì với bốn thứ phiền não căn bản tương ưng, tức là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Ngã si là vô minh, ngu là ngã tướng, mê chẳng có lý. Ngã kiến là ngã chấp, nơi ngã, nơi phi ngã pháp, vọng tánh là ngã. Ngã mạn là ngông láo, kiêu mạn, nương sở chấp ngã khiến cho tâm cao hứng. Ngã ái là ngã tham, nơi sở chấp ngã sinh ra đam trước sầu nặng. Còn gọi là mạt na thức, dịch là tư lượng ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, chẳng có tơ hào gián đoạn, đây là thức ăn căn bản vọng hoặc của tất cả chúng sinh. Thức thứ 8 là thức A Lại Gia, dịch là tàng hay ẩn tàng tất cả chủng tử thiện ác, thần thức. Mọi hành vi việc làm của thức thứ 7 đều ẩn chứa trong kho của thức thứ 8. Nếu là hạt giống tốt, thì tương lai sẽ được quả báo thiện. Nếu là hạt giống ác, thì tương lai sẽ được quả báo ác. Tóm lại, khi mê hoặc là thức A Lại Gia, khi khai ngộ là đại quang minh tạng. Tuy nhiên, sáu căn đối với sáu trần mà sinh ra sáu thức, song chẳng có tự tánh, chẳng có thật tẻ, vì chúng sinh có tầm phân biệt, cho nên có đủ thứ thức. Nếu chẳng có tâm phân biệt thì là chân không, chẳng có thật thể để tìm. Giống như tất cả sơn hà đại địa, bổn lai là vắng lặng, chúng ta có tâm phân biệt và tâm chấp trước mới hiện ra những cảnh giới đó. Theo lý mà quan sát, tất cả đều không tánh, pháp nhãn không nghĩ bàn, đầy thấy chẳng điên đảo. Ý chiếu theo lý để quan sát tất cả sự và tất cả pháp thì đều chẳng có tánh và thể. Nếu dùng pháp nhãn để quan sát thì tất cả đều là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Dùng pháp nhãn để quan sát tất cả lý sự thì những gì thấy đều chẳng điên đảo. Nếu dùng mắt của phàm phu để quan sát tất cả lý sự thì đều là thấy điền đào. Người khai mở ngũ nhãn, đắc được thần thông không chướng ngại, sự thấy này mới chẳng phải là thấy điền đào mà là thấy đúng sự thật. Hoặc thật hoặc không thật, hoặc vọng hoặc không vọng, thế gian xuất thế gian, chỉ có nói lời giả.
Trong quyển luận của Bồ Tát Long Thọ có nói, nhân duyên sinh ra Pháp, ta nói tức là không, tên cũng là giả danh, danh cũng nghĩa trung đạo. Bài kệ này nói rằng, phàm là Pháp tử nhân duyên sinh ra, đều chẳng có tự tánh, và cũng chẳng có thật thể, cho nên tôi nói là vắng lặng. Nó cũng có giả danh các Pháp mà thôi, không giả hợp lại, tức là trung đạo. Nghĩa trung đạo chẳng lệch về không, chẳng lệch về có, không rơi vào hai bên, tức là trung đạo. Lại có lối nói rằng, chẳng chấp đoạn, chẳng chấp thường, tức là trung đạo. Nếu chấp đoạn thì lệch về không, nếu chấp thường thì lệch về có. Không có hai bên, chẳng chấp trước, tức là trung đạo. Thật là có, vọng là không, hoặc nói là có, hoặc nói là không, hoặc nói có mà không có, hoặc nói không mà chẳng không. Trong trùng luận có nói, tất cả pháp chân thật, tất cả pháp chẳng thật, cũng thật cũng không thật, không thật không không thật, là tên các Phật pháp. Pháp thế gian và pháp xuất thế gian đều là giả danh mà thôi, chỉ có nói pháp mà chẳng có bổn thể thật tế. Phàm là nói ra được đều chẳng phải đệ nhất nghĩa đế, đệ nhất nghĩa đế thì nói không ra, chẳng có lời lẽ có thể nói ra, cũng chẳng có văn tự có thể tả ra được, cho nên nói chỉ có nói lời giả. Bài kệ này là kệ nói ở trước, tổng quát nói lại, đoạn kinh văn này dùng đất, nước, gió, lửa bốn đại để ví như các pháp. Ở trong mỗi đại có đủ thứ ví như để hiển rõ thật tánh của các pháp. Hiện tại chỉ dùng nước để nói rõ đạo lý thật tánh của các pháp, vì nước có đạo lý giống nhau, nên đưa nước ra để ví dụ cho như tự tánh, tức cũng là chân tâm. Này đưa ra 10 ví dụ. Tự thể của nước là trong suốt, ở trên có thể nhìn thấy đáy nước, đây là ví dụ tự tánh thanh tịnh của chân tâm, ánh sáng chiếu khắp. Nước và bùn hỗn hợp với nhau, tức biến thành đục mờ chẳng trong, đây là ví như chân tâm thanh tịnh không nhiễm, mà nhiễm biến thành chẳng có ánh sáng thanh tịnh. Nước tuy đục nhưng bổn tánh thanh tịnh chẳng mất, vẫn tồn tại, đây là ví như chân tâm thanh tịnh nhiễm mà không mất, thanh tịnh vẫn tồn tại. Nếu bùn lắng xuống đáy nước thì bổn tánh thanh tịnh của nước lại hiện ra, đây là cảnh ví như chân tâm của con người, hoặc sạch thì tánh hiện, tức là hoặc kiến tư, hoặc trần sa, hoặc vô minh phá sạch thì tự tánh chân tâm bèn hiện ra. Nước gặp lạnh thì biến thành băng có tánh cứng, đây là ví như tánh Như Lai, tạng, chân tâm và vô minh hợp với nhau, sinh ra 8 thức tác dụng. Tôi thường nói, nếu như dùng một bát nước tát lên đầu người thì chẳng làm cho người bị thương, cũng chẳng cảm thấy đau. Nếu như đem một bát nước đóng thành băng phang lên đầu người, nếu nhẹ thì bể đầu chảy máu, nếu nặng thì nguy hiểm tánh mạng, thậm chí có thể chết người, cùng một vật mà tác dụng khác nhau. Băng tuy có tánh cứng tác dụng, nhưng ở trong băng chẳng mất đi tánh mềm, đây là ví như chân tâm của chúng ta, tùy duyên bỏ đi vẫn không biến, tức là trong sự tướng cũng sẽ hiện ra chân lý. Nước tuy thành băng, nhưng gặp sức nóng thì tan thành nước, đây là ví như 8 thức của con người, tuy rất kiên cường, khó chuyển thành 4 trí, song nếu chuyển được tu đạo 8 thức thì sẽ thanh tịnh, khôi phục lại tánh như lai tạng. Nước theo gió mà có sóng, nhưng biến chẳng được tự tánh bình tĩnh, bổn lai của nước. Đây là ví như tánh Như Lai tạng của chúng ta bị gió vô minh thổi động mà sinh ra sóng khởi diệt. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ có nói như vậy. Lục Tổ ở tại chùa Pháp Tánh thì một ngày nọ nghe hai vị tăng biện luận vấn đề gió động, phướn động. Có một vị tăng nói gió động chẳng phải phướn động. Một vị tăng kia nói, phướn động chẳng phải gió động. Tại sao? Nếu chẳng có gió thì phướn chẳng động. Nếu chẳng có phướn thì làm sao hiển thị gió động? Vì lẽ đó mà hai người tranh biện không ngừng. Lúc đó Lục Tổ ở đó nói, chẳng phải gió động, chẳng phải phướn động, là tâm của các người động, nghĩa là sóng ở trong tâm của các vị động. Gió thổi sóng động mà tánh lặng của nước không động. Bổn tánh của nước chẳng có sinh diệt, chẳng có sóng,
Cho nên nói chẳng phải gió động, chẳng phải nước động, tâm của các vị động. Đây là tâm có sự dao động, nếu tâm bình tĩnh thì sóng cũng chẳng có. Nước theo địa thế cao thấp mới có lên xuống ở trước chảy, dẫn ở sau chảy, mới có tướng chảy, song tự tánh của nước là không động. Đây là ví như chân tâm của con người, tùy duyên mà chảy nhưng tự tánh vẫn không động. Nước ở trong đồ đựng, theo hình đồ đựng mà thay đổi. Đồ đựng hình vuông thì thành hình vuông, đồ đựng hình tròn thì thành hình tròn, nhưng tự tánh của nước không thay đổi. Đây là ví như trần như tự tánh của con người phổ khắp đến tất cả pháp hữu vị, nhưng tự tánh chẳng động. Đây là dùng nước để ví dụ trần như tự tánh, chân tâm thành tịnh, bổn diện minh tâm đều là ví dụ cái này. Ngoài ra lửa, gió, đất cũng đều có đủ thứ ví dụ, vì thời gian nên chỉ nói về nước, còn những thứ kia tự mình nghiên cứu lấy. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi hỏi Bồ Tát Tài Thủ rằng: Phật tử, tất cả chúng sinh chẳng phải chúng sinh, sao Như Lai tùy thời, tùy tuổi thọ, tùy thân, tùy hạnh, tùy hiểu biết, tùy ngôn luận, tùy tâm ưa thích, tùy phương tiện, tùy sự suy nghĩ, tùy sự quán sát. Như vậy, ở trong các chúng sinh mà hiện thân hình để giáo hóa, điều phục. Sau khi Bồ Tát Giác Thủ nói bài kệ xong rồi, thì lúc đó Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi hướng về Bồ Tát Tài Thủ Thỉnh Pháp bèn hỏi: Đệ tử của Phật, tất cả chúng sinh vốn chẳng phải chúng sinh, tất nhiên là không. Tại sao Phật vẫn phải độ không chúng sinh? Nếu Phật thấy chúng sinh chẳng phải không, đây là trí huệ không đủ, thì thành bám Phật. Nếu Phật thấy chúng sinh là không, vẫn độ không chúng sinh, đây chẳng phải không có tướng trái ngược sao? Xin Ngài hãy giải thích kỹ càng. Làm thế nào giải thích 10 vấn đề Như Lai tùy theo căn tánh của chúng sinh để giáo hóa, không màng là thành thục hoặc không thành thục đều giáo hóa, chúng sinh chẳng gieo trồng căn lành, thì Phật khiến cho họ gieo trồng căn lành, vì trồng căn lành mới sinh mầm bồ đề. Người đã sinh mầm bồ đề căn lành thì khiến cho căn lành tăng trưởng. Người căn lành đã tăng trưởng thì khiến cho thành thục. Người căn lành đã thành thục thì khiến cho được giải thoát. 1. Phật thì quán cơ đầu giáo, tức là đến lúc giáo hóa thì Phật bèn đến giáo hóa họ, chưa đến lúc giáo hóa thì Phật đợi. Tóm lại, khi căn cơ chín mùi thì Phật nhất định sẽ đến giáo hóa họ. Vậy tất nhiên chúng sinh là không, tại sao Phật lại đến giáo hóa chúng sinh? 2. Tuổi thọ của chúng sinh có dài có ngắn khác nhau. Khi chúng sinh tuổi thọ dài mới được Phật giáo hóa, thì Phật sẽ đến giáo hóa họ lúc tuổi họ dài. Chúng sinh lúc tuổi ngắn mới được Phật giáo hóa, thì Phật sẽ giáo hóa họ lúc họ tuổi ngắn. Vậy chúng sinh là không, tại sao Phật lại giáo hóa chúng sinh? 3. Chúng sinh có đủ thứ loại, có đủ thứ thần đều khác nhau. Ví như người có thân người, xúc sinh có thân xúc sinh, tất cả thân chúng sinh có rất nhiều loại thân. Phật hay tùy thuận loại thân mà giáo hóa. Lão Tử có nói, sở dĩ tôi có đại hoạn là vì tôi có thân. Nếu tôi không có thân, thì tôi có hoạn gì? Đại hoạn, tức là đại yêu hoạn, tức cũng là bệnh tật. Chúng ta có bệnh yêu hoạn, vì sao? Vì chúng ta có thân thể rồi, thì sinh ra tâm ích kỷ. Vì thân thể này mà tất cả đều lo cho nó, vì nó mà tìm nhà ở, vì nó mà tìm quần áo, vì nó mà tìm đồ ăn uống, ăn mặc ở, ba vấn đề này nhất định phải đầy đủ, không thể thiếu một. Nếu không đầy đủ, thì cảm thấy có bệnh lo lắng sầu muộn vì có thân ta mà có đại hoạn. Nếu chẳng có thân ta, thì chẳng có cái ta, đến được cảnh giới không có cái ta, thì ta còn lo sầu gì nữa. Sự giết chóc, trộm cắp tà dâm, nói dối uống rượu, trên thế gian này đều vì có thân này. Nếu nhìn thấu thân này, chẳng vì thân thể trừ tham, dứt sân, diệt si, thì chẳng có lo sầu, hoạn nạn. Nếu chẳng có tâm ích kỷ, thì thân thể cũng chẳng tích lũy nghiệp xấu. Nếu tu đạo mượn giả tu chân, tức là mượn thân thể giả tạm này để tu pháp thân huệ mạng mà thành tựu Phật quả. Nếu chẳng mượn giả tu chân, thì Phật quả chẳng thể thành tựu.
Cho nên Phật tùy thời, tuổi thọ, thân của chúng sinh mà giáo hóa, bổn lai chúng sinh là không, tại sao lại giáo hóa, đây là đạo lý gì? Trước kia có ông già 60 tuổi, ông già 70 tuổi và ông già 80 tuổi, thường tụ lại với nhau để nghiên cứu vấn đề thân của mình. Một ngày nọ, thảo luận về vấn đề sinh tử, con người đến thì hồ đồ mà đến, khi đi thì hồ đồ mà đi, sinh rồi chết, chết rồi sinh, mỗi người hãy phát biểu ý kiến của mình. Ông già 60 tuổi nói, tiệc rượu năm nay đầy đủ, chẳng biết năm tới lại thiếu ai. Lúc đó ông già 70 tuổi nói, đêm nay cởi giày và tất, chẳng biết sáng mai có mang giày, mang tất nữa không. Ông già 80 tuổi nói, hơi thở này ra, không biết hơi thở khác có trở lại không. Cho nên nói, sinh tử là việc lớn, vô thường đến mau chóng, trước khi già phải mau dụng công, phu tu đạo, dứt sinh tử là quan trọng. Ba ông già đó là người dụng công tu đạo phi thường, dụng công niệm Phật, dụng công tham thiền, tinh tấn tu hành. Vì chấm dứt sinh tử, cho nên một ngày ăn một bữa, cũng chẳng có vọng tưởng. Kết quả ba ông già đều nữ sinh thoát tử. Người xưa có câu, đừng đợi già mới tu đạo, mồ hoang đầy rẫy kẻ thiếu niên. Đợi đến tuổi già mới nghĩ học tu đạo, liễu sinh thoát tử, thì thời gian đã quá muộn màng. Các bạn xem, những người ở ngoài nghĩa địa đều là những người thiếu niên, do đó có câu, huỳnh tuyền lộ thượng vô lão thiếu, nghĩa là đường xuống âm ti chẳng phân biệt già trẻ. Con người tùy thời tùy lúc đều có thể chết. Bài kệ cảnh chúng của Bồ Tát Phổ Hiền rằng, ngày đã qua rồi, mạng cũng giảm dần, như cá thiếu nước, nào có vui gì. Đại chúng hãy sinh tinh tấn, như cứu đầu cháy, nên nhớ vô thường, đừng có phóng dật. Chúng ta mỗi ngày trôi qua, thì mạng sống giảm bớt một chút, giống như nước dưới sông dần dần cạn, cá ở trong nước sẽ có nguy hiểm về mạng sống, đây còn có vui vẻ gì. Đại chúng phải chú ý, phải luôn luôn tinh tấn, không thể giải đãi. Giống như cứu lửa cháy trên đầu, bảo vệ đầu an toàn, tu đạo cũng cấp bách như thế, chỉ nhớ vô thường chẳng biết lúc nào sẽ đến, cho nên đừng phóng dật, phải thời khắc cẩn thận, đến lúc sinh tử tự do thì có thể khống chế sinh tử, muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, chẳng phải tự tử. Nắm chắc được như thế thì chứng bệnh gì cũng chẳng có, điểm này các bạn phải đặc biệt chú ý, đừng theo sinh tử mà lưu truyền. 4. Tùy theo căn tánh của chúng sinh phải tu pháp gì? Phật dùng pháp gì để giáo hóa? Ví như chúng sinh đáng dùng pháp môn lục độ để độ được, thì Phật giáo hóa chúng sinh đó tu hành pháp môn lục độ. Lục độ tức là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ. Bố thí độ được gian tham, trì giới độ được sát sinh, nhẫn nhục độ được sân hận. Tinh tấn độ được giải đãi, thiền định độ được tán loạn, trí huệ độ được ngu si, cho nên gọi là lục độ. Tức là từ bờ sinh tử bên này qua sông phiền não và đến bờ niết bàn bên kia, chúng sinh đáng dùng pháp môn bốn diệu đế độ được, thì Phật bèn giáo hóa chúng sinh đó tu hành pháp môn bốn diệu đế. Bốn diệu đế tức là khổ tập diệt đạo, khiến cho họ biết khổ đạn tập mộ diệt tu đạo. Nếu y pháp tu hành thì có thể sẽ chứng được đạo nghiệp. Chúng sinh đáng dùng pháp môn 12 nhân duyên độ được, thì Phật bèn giáo hóa chúng sinh đó tu hành pháp môn 12 nhân duyên. 12 nhân duyên tức là vô minh, hành, thức, danh, thắc,